Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dạy bài tập số 30, đếm số lượng giá trị tận cùng bằng 5 trong mạng. Và đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để làm rõ hơn cái yêu cầu của bài toán. Thì ở đây mình đưa ra một cái ví dụ là một mạng trung nguyên gồm có 4 phần tử âm 1, 10, 15 và 25. Thì ở đây mình sẽ đã đưa ra được cái kết quả là 2. Thì vì sao là như vậy? Thì các bạn nhìn vào đây thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được cái số 15 và số 25 là những số có cái giá trị tận cùng là 5, đúng không ạ? Đấy. Thì làm sao mình có thể nhận biết được điều đó? Thì đây là bởi vì đây là một cái mạng nhỏ, đúng không ạ? Và giá trị của nó cũng là nhỏ. Giá trị của phần tử mạng cũng nhỏ nên là mình có thể dễ dàng nhận được. Nhưng với trường hợp cái mạng nó lớn và cái số đó lớn, nó chứa các cái giá trị âm nữa. Đấy. Thì làm sao mình có thể làm được điều đó một cách dễ dàng? Đấy. Thì mình cần phải có một cái chương trình. Và để viết được chương trình thì chúng ta cần có một cái thuật toán. Thì thuật toán để dạy bài tập này thì mình sẽ xây dựng dựa trên cái cơ sở lý thuyết những cái số mà có tận cùng bằng 5 thì nó sẽ chia cho 5, đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ dựa lên cái cơ sở đấy, và những cái số mà chia cho 5 thì nó là có thể là tận cùng hoặc bằng 0 hoặc 5, đúng không ạ? Nhưng với trường hợp nó bằng 0 thì nó lại tận cùng bằng 0 thì nó lại không thỏa mãn cái trường hợp yêu cầu của bài toán đây, đúng không ạ? Đấy. Và để loại trừ cái trường hợp đó thì mình sẽ xét thêm một cái trường hợp là những cái số mà chia cho 5, vừa chia cho 5 đấy và vừa là số lẻ đấy, như vậy thì nó sẽ loại trừ được cái trường hợp mà cái số chia cho 5 có tận cùng bằng 0, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ loại trừ được đó. Ví dụ ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ như là cái số 10, đúng không ạ? Nó chia cho 5, đúng không ạ? Đấy, 10 chia cho 5 này. Đúng không ạ? Và cái số 10 này nó cũng chia cho 2. Đấy. Nhưng cái số 10 này nó lại tận cùng bằng 0 thì đương nhiên nó chia cho 5, nhưng nó lại không thỏa mãn cái điều kiện này. Nên để loại trừ đi cái số 10 này thì chúng ta phải kiểm tra xem nó là số chẵn. Nếu là nó là số chẵn thì sẽ loại bỏ. Đấy. Và chị lấy những cái giá trị chẵn mà vừa chẵn vừa chia cho 5 đấy, thì nó sẽ thỏa mãn cái yêu cầu của bài toán này. Thì đó là cái thuật toán của bài toán này. Còn bây giờ mình sẽ đi vào cái vấn đề chính là viết code cho cái chương trình bài toán này. Cũng như cái mọi cái chương trình liên quan đến mạng khác thì mình cũng cần phải khai báo thư viện này, và hàm nhập mạng này, xuất mạng này, đúng không ạ? Và trong cái hàm trong cái phần khai báo thư viện đây thì mình sử dụng STDIO, Corneo, Match và sử dụng một cái định nghĩa define với cái max là có độ lớn là bằng 100. Và trong cái hàm nhập mạng này thì mình chỉ nói qua thôi vì cái hàm này nó rất là cơ bản và mỗi chúng ta cần phải biết khi chúng ta muốn làm việc với mạng. Đấy. Cái hàm nhập mạng này thì mình sử dụng có lệnh print để chúng ta có thể nhập được cái số phần tử của mạng. Và sau khi đã nhập được cái phần tử của mạng, số phần tử của mạng ấy, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem cái số phần tử đó đã hợp lệ hay không. Đấy. Và nếu như nó hợp lệ thì sẽ tiếp tục sử dụng cái vòng lặp for đây. Còn nếu như nó không hợp lệ thì mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh câu to ở đây. Đấy, câu to ở đây tác dụng của nó là gì? Nó sẽ quay về cái câu lệnh print này, bắt chúng ta nhập lại khi cái phần tử n này không hợp lệ. Đấy. Và nó làm như thế cho đến khi nào cái n này nó hợp lệ, thỏa mãn điều kiện ở trong cái câu lệnh if này. Và sau đó sẽ là vòng lặp for để chúng ta có thể nhập được cả cái giá trị cho phần tử mạng. Sau đó sẽ là đến cái hàm xuất mạng này. Trong cái hàm xuất mạng này thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for với cái biến chạy là y, và đều thêm một cái câu lệnh print để chúng ta có thể in ra được cái kết quả của mạng. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái hàm
dùng để đếm cái số lượng giá trị tận cùng bằng 5 trong mạng luôn. À, mình sẽ đặt tên cho cái hàm này là hàm đếm. Đấy. Và ở đây thì mình cần phải khai báo cái A, mạng A và N. Đấy, trong cái hàm đếm này thì mình cần phải khai báo một cái biến đếm. Ở đây mình tắt là biến đếm luôn, bằng 0. Vì ban đầu mình chưa biết rằng trong mạng này có bao nhiêu cái số mà có tận cùng bằng 5 đúng không ạ? Đấy, nên là mình sẽ đặt cái biến đếm ban đầu là bằng 0. Và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lặp for. Trong vòng lặp for này thì mình sẽ sử dụng cái biến chạy y khởi tạo giá trị ban đầu bằng 0. Và y điều kiện của nó chạy cho từ 0 cho đến n trừ 1. Và tất nhiên là đây là sẽ là y cộng cộng. Và trong vòng lặp for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Trong if là một cái biểu thức điều kiện đúng không ạ? Và điều kiện của câu lệnh if này là gì? Cái biến cái giá trị AI nó phải thỏa mãn điều gì? Nó phải chia hết cho 5 và nó vừa là số lẻ đúng không ạ? Đấy. Nếu như AI mà chia cho 5 đúng không ạ? Vậy chia cho 5 tức là gì? A toán tự chia hết phần trăm 5 đúng không ạ? Mà bằng 0,0 mà bằng 0 đấy, tức là A chia lấy dư cho 5 mà bằng 0, tức là A chia 5 dư 0 thì tức là AI nó chia cho 5 đúng không ạ? Đấy. Và nó phải thỏa mãn hai điều kiện đúng không ạ? Nó một là chia cho 5 và một cái còn lại là nó phải là số lẻ. Đấy. AI là số lẻ khi nào? Khi cái AI này nó chia cho 2, chia lấy dư ấy mà bằng 1. Đấy, tức là chia 2 dư 1 đấy. Thì tất nhiên nó là số lẻ đúng không ạ? Một số mà chia cho 2 không chia cho 2 thì nó sẽ có cái số dư là 1 đúng không ạ? Đấy. Mình đang nói đến số nguyên ấy. Rồi ok. Thì trong cái biểu thức điều kiện này, trong cái khối câu lệnh if này, thì sau khi các bạn thực hiện cái câu lệnh if này, nếu như cái biểu thức ở trong đây là đúng thì nó sẽ in ra kết quả là AI. Cái AI này thì nó sẽ có tận cùng là 5, thỏa mãn yêu cầu của bài toán đúng không ạ? Và khi đó thì nó sẽ tăng cái biến đếm lên. Sẽ bằng biến đếm bằng 1. Đúng không ạ? Mình sẽ cách ra cho nó dễ nhìn. Rồi ok. Đấy, và sau đó thì sẽ trả về cái giá trị là biến đếm. Rồi, tức là cái hàm đếm này nó sẽ cho cái giá trị là giá trị của cái hàm của cái biến đếm này. Ok. Rồi, mình sẽ nói qua lại một chút nữa. Ở đây trong cái vòng lặp for này mình sẽ sử dụng cái câu lệnh if này. Đấy. Nếu như mà cái giá trị AI này nó vừa thỏa mãn chia cho 5 này và vừa thỏa mãn không chia cho 2, tức là nó là một cái số lẻ. Đấy. Thì nó sẽ tăng cái biến đếm lên. Mỗi lần gặp cái giá trị AI này mà thỏa mãn cái biểu thức điều kiện trong cái câu lệnh if này thì nó sẽ tăng cái biến đếm lên một đơn vị. Đấy. Cứ mỗi lần như thế thì nó sẽ tăng lên một đơn vị cho đến khi nào cái nó sẽ đi hết cái tất cả các cái giá trị của cái biến của cái mạng A thì nó sẽ dừng lại. Đấy. Tức là nó sẽ chạy đến n, y nó sẽ chạy từ 0 cho đến n trừ 1. Đấy. Với n là cái giá trị mà số phần tử mạng mà mình đã nhập vào. Rồi. Sau đó mình sẽ đi vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình phải làm gì? Đầu tiên mình cần phải khai báo cái biến n, tức là cái số phần tử mạng, sau đó sẽ là
À, mạng à. Sau đó sẽ là cái hàm nhập mạng. Gọi cái hàm nhập mạng. Sau đó sẽ là xuất mạng. Sau đó mình sẽ khởi tạo một cái biến gọi là biến kết quả KQ ấy. Mình đang viết tắt như vậy cũng được. Thôi thì mình sẽ viết tường mình ra. Kết quả của nó sẽ bằng cái kết quả của cái hàm đếm này. Trong đây sẽ là A và N. Đúng không ạ? Các bạn viết đúng y nguyên cái cấu trúc của cái đếm này. Nếu các bạn viết hoa thì bên dưới các bạn cũng phải viết hoa đấy. Rồi, sau đó mình sẽ khi đã tìm được kết quả đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ in ra. Mình sẽ in ra cái câu lệnh là trong mạng có phần trăm D giá trị chia hết giá trị tận cùng là 5 và cái vị trí của cái phần trăm D này chính là kết quả. Rồi, như vậy là xong và ở đây mình sẽ sử dụng thêm câu lệnh để dừng cái kết quả lại, màn hình lại và return. Ok, như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái chương trình này và bây giờ mình sẽ chạy. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem. Như vậy là chương trình không báo lỗi. Bây giờ mình sẽ nhập số phần tử là 4 này. Mình sẽ nhập bất kỳ âm 1 15 20 và 25 35 đây. Rồi. Thì ở đây nó đã in ra cái mạng là gồm có phần tử là -1 này, 15 này, 20 và 35 giống như cái những cái phần tử mà mình đã nhập đúng không ạ? Và nó đã in ra cái dòng là trong mạng đúng không ạ? Ở đây mình viết short trong mạng có hai giá trị tận cùng là 5 đúng không ạ? Đấy. Nó đã in ra cái số 2 ở đây. Đó. Như vậy là hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Thì trên đây mình đã dạy bài tập số 30 đây, đếm cái số lượng giá trị tận cùng bằng 5 trong mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.